Video ý tưởng về iPhone màn hình gập của Apple đầy ấn tượng. Với sự tham gia của hàng loạt ông lớn như Samsung, Huawei, smartphone màn hình gập được dự đoán sẽ trở thành xu thế trên thị trường di động trong bối cảnh smartphone đang ngày càng trở nên bão hòa vì các sản phẩm đang tương đồng nhau cả về thiết kế lẫn tính năng. Nếu điều này xảy ra, chắc chắn Apple cũng sẽ không đứng ngoài cuộc và cho ra mắt iPhone với thiết kế màn hình gập trong tương lai. Mặc dù hiện vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy Apple sẽ sớm ra mắt iPhone màn hình gập, nhiều trang công nghệ đã đưa ra ý tưởng thiết kế cho chiếc smartphone đang rất được trông đợi này. Mới đây trang công nghệ Patreon đã đưa ra ý tưởng iPhone màn hình gập với thiết kế khá độc đáo. Chiếc iPhone màn hình gập của Patreon có thiết kế tổng thể khá giống với Galaxy Fold. Chiếc smartphone màn hình gập của Samsung bao gồm một màn hình kích cỡ 5,4 inch ở bên ngoài và có thể mở rộng sản phẩm ra thành một chiếc máy tính bảng kích cỡ 7,9 inch với phần bản lề ở ngay chính giữa màn hình. Mặt sau của sản phẩm là cụm 3 camera trong khi đó camera trước trên chiếc smartphone này được giấu vào bên trong thân máy và chỉ thò ra khi cần sử dụng đến, giúp cho sản phẩm có thiết kế hoàn toàn không viền, thay vì thiết kế màn hình tai thỏ như các mẫu iPhone hiện nay. Dĩ nhiên đây chỉ là sản phẩm mang tính ý tưởng, còn giới công nghệ và những người yêu thích Apple vẫn đang hy vọng một ngày không xa, chiếc iPhone với màn hình gập sẽ được Apple chính thức giới thiệu. Tê Thủy